đều quá. Ui ui ui, to chưa mọi người? Ui 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 ui, bắt đầu. Ui mọi người, con gì đây? Mọi người xem con gì mọi người? Ui, đây một cái giói nha mọi người nhá. Xin chào mọi người, trở lại với kênh Thú Vui Ba Miền TV của mình nhá. Đây, trời mưa rất là to nên là vừa tại xong là anh em mình đi kích luôn mọi người ạ. Không biết nó có con gì không? Vì trời mưa to là cá dâng lên đồng lúa cao ấy, rất là nhiều mọi người ạ. Ui, tôm chưa đấy. Mới mưa xong này có cá chép đẻ không anh? Ui, con gì đấy, con gì đấy? Rồi, con to thế. Con cá sô các bạn ơi. Ôi, tôi chạy mất rồi. Chạy mất thầy. Phi lắm anh nhỉ. Ui, chạy kìa anh ơi. Ui, 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 tổ đây. Ui 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 ui, khổng lồ đấy các bạn, chắc hóng nước anh nhỉ. Ui ui, đâu ấy? Lên trên sao đây? Leo leo. Rồi dãy giữa không? Bé này vừa chạy to lắm mà anh.
to lắm rồi, chạy đâu rồi. Sổ sổ. Sổ à. Đây, đây. Đây rồi. Ui, ui. Đồ to đấy. Ui, sộp giúp ngay gì anh nhỉ? Nó to. Đây, đây rồi anh. Cái gì anh? Có. Ui, đi. To đi. Không thể chạy thoát đâu mọi người ạ. Vẫn còn anh ơi. Cứ đâu ơi. Được ấy, được không? Ui trời. Tao đuổi kinh hoàng anh ơi. Thằng con to hơn này. Ui. Nó này. Tóm à. Kìa, kìa. Ui, chạy kìa. Chạy trên rồi ngay. Ui, đây. Ui, đây rồi, đây rồi. Ui. Rồi đồng anh. Ui, béo thế. Ui. Mới mưa xong rồi là cá rô đồng lên rất là nhiều người, cho mọi người xem này. Ui. Về thân cá to này. Xứng chưa? Phi này. Ui. Chưa. Sắp nữa bữa ăn rồi mọi người ạ. Con gì đấy anh? Ôi giời, ui bắt trên kia anh ơi. Ui đây.
con rồi. Đây luôn đây. Ui. 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 To chưa mọi người? Sướng chưa? Ui. 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 Bắt đầu. Ui mọi người, con gì đây? Mọi người xem con gì mọi người? Ui. Đây một cá giói nha mọi người nhá. Như cơ cá chấm luôn. Ui to chưa? Em tưởng cũng cá chấm nhá. To như cá chấm luôn ạ. Đi trên đây, trên bên trên thôi. Ui. Cắm thế kìa. Ui. Ủa. Bắt à. Đây, ngồi đây, lại có khủng bố này. Đây khủng bố các bạn ơi. Ui này, thằng nó to này. Ui, hai con to chưa. Trời ơi, đang mưa to mọi người ạ. Con khác con mới. Sướng nhỉ. À đây rồi, con đấy con cá chấm cơ. À, cho mọi người xem này. Rồi em tưởng con này con cá chấm đấy. À ở đây mọi người có con cá giói. Nhìn này. Nhìn này. Anh ngồi đây nhìn này. Như cái chấm luôn nhỉ. To. Có gì đây? Có sổ á? Đâu? To lắm. To. Để đây, bắt đầu này. Ai. Ui. Ui này. To chưa? Này nhưng mà nó giờ nước nó cả quá là đá rộng to em không đuổi được. Về thôi. Làm anh cá trời mưa chạy về mọi người ạ. Này. Đánh cái này chắc được khoảng nửa tiếng rồi ạ. Này.
cá giói to nhất đi có bộ đó mọi người. To à? Như cá chấm vậy nhỉ? Như cá chấm luôn. Đánh, anh mới đánh còn là một tiếng. Này. Ui, ui. Ui. Này, ui, nó béo này vào cho vào nướng đi. Cá này ăn múa béo lắm kìa. Mọi người hãy bắt video kết thúc ở đây nhé, một cái hay nhé, ủng hộ các em mình chào mọi người nhé, hẹn mọi người video tiếp theo nhé. Chào mọi người nhé, mọi người nhớ đăng ký kênh này, ủng hộ cho anh em mình nhé.